Con đến đây với là người em song sinh của con. Ủa sao khác vậy? Khác trứng đó chứ. Dễ thương với kiểu như là rất là được. Nếu mà Lâm nó không bấm thì con đây cũng bấm. Thưa chú Hoàng Linh, chị Nam Thư. Ơi. Quê quán của em là ở Quảng Trị. Yếu điều của em là em vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, biết lắng nghe con gái nói chuyện mà không bao giờ thấu hiểu được hết á. Còn không có lắng nghe con trai hả? Dạ, con trai đâu nói chuyện con đâu mà lắng nghe chú. Ủa vậy chứ đó giờ không ai con trai nói chuyện với con hết trơn hả? Toàn 3D không à chú à? Vậy con mới ngồi đây. À với lại khuyết điểm của con là hơi ở dơ. Với lại quen trước quen sau, để một cái gì ở đó là mình tìm cái đó nhưng mà không biết cái đó ở đâu. Mà mình tìm cái đâu thì không biết cái đó là cái gì. Chú hiểu không? Hại não quá. Con cũng không hiểu. Bây giờ mời được em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Dạ, em sống tình cảm và rất là chân thành ạ. Ừ. Còn khuyết điểm của em thì hơi con nít một xíu, với lại mít ướt. Thỉnh thoảng thì cũng có giận cá chém thớt. Em đã trải qua mấy mối tình rồi hả được? Dạ, em chưa có một mối tình chính thức nào hết. Con học đại học xong con ra trường là con đi dạy luôn đúng không con? Dạ đúng rồi ạ. Coi như còn trong veo gì đó. Thôi còn Lâm. Dạ. Có người yêu chưa? Dạ. Con chưa có mối tình nào chú. Thôi được quá rồi. Hỏi có người yêu chưa? Dạ có rồi. Ngồi tính bên đây dữ lắm luôn á. Tính có cô nào lúc nào gặp, sau đó nó không có mối tình nào. Mình cũng có yêu đơn phương, yêu thầm thôi. Mình thích nhưng mà thời gian của con làm việc là con cứ làm, thích cái này làm cái kia, cuối cùng dành thời gian cho công việc nhiều quá. Nên là mình chưa có khả năng mình tìm được người bạn trai hợp lý. Hả? Người bạn trai hợp lý. Chưa có khả năng để tìm ra một người bạn gái hợp lý. Nên là bây giờ con có cơ hội đó chú. Trời đất ơi, hết hồn à. Em hoang mang. Em hoang mang đúng không? Dạ. Chị nghe chị cũng hết hồn. Đàn trai nghiêm túc nha. Đi tới đây là kiếm người yêu không, nha. Bây giờ Lâm gọi là nói hài hước cho vui thôi. Tôi biết cậu này không có gì đâu. Bây giờ chị hỏi nè, một người con gái mà em mong muốn một yêu lý tưởng của em là em mong muốn như thế nào? Dạ, cũng sáo cũng được, miệng là dễ thương là được chị. Mới yêu cái gì cũng dễ thương hết. Yêu một năm nó khác, yêu hai năm nó khác, cứ về rồi nó khác. Dạ, chị cho em nói một câu này. Thực ra đôi khi cái ngoại hình nó đâu quan trọng đâu. Bây giờ cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi cũng đẹp lên là cũng bình thường đó. Em nghĩ là nếu mà có tình cảm yêu nhau thiệt thì bất kể cái ngoại hình như thế nào thì cũng người ta cũng thật lòng người ta yêu thương mình. Em thì em đang cũng có ít vốn dành dùm với là tiền đi làm với tiền này kia, em cũng ăn uống tiết kiệm với là mình cũng cố gắng để mình ước mơ để chăm lo được cái cuộc sống sau này. Bên kia cho mình cơ hội, mình quen biết nhau, mình cố gắng dành dùm 2-3 năm nữa mình kinh doanh này kia, mình kiếm thật là nhiều tiền, mình xây nhà, mình có một cái gia đình riêng. Rồi bây giờ là qua xem là gái, trời ơi gái 22 tuổi chút xíu luôn, cô giáo dễ mầm non thương hả? Bây giờ vấn đề là có ngày yêu xa không? Có thời gian dành cho nhau thì cũng được ạ. Quan trọng nếu mà tình yêu đủ thăng hoa thì đàn ông họ sẽ gọi là sắp xếp rất là gọn gàng, không sao cả. Nói chung là hai đứa đều trong giai đoạn gọi là hình thành và phát triển tương lai. Nên nếu có kế hoạch rõ ràng, ta có mục đích, ta sẽ đúng tiến rồi tới được ha. Dạ. Ở trên đây có một mình hả? Ở trên đây với chị con. Rồi, cho gặp chị ruột của Được chút xíu đi. Em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em là chị của bé Được. Dạ, Được nó còn nhỏ lắm. Còn nhỏ, còn hiền nữa. Thành ra là cũng lo phải kiếm người đàn ông che chở cho Được ha. Dạ không, hai bàn tay trắng cũng được. Nhưng mà mình có ý chí mình vươn lên là được. Chứ không cần là phải giàu sang hoặc là như thế nào, là không có cái nhu cầu đó. Rồi giờ thấy bên đây có được không? Chào chị. Chào em. Thấy bé đó nó vui vẻ mà hay hài. Thấy cũng được với Út Được. Nhưng mà được hay không là để cho Út Được nó... Thấy thì được, nhưng mà được hay được không thì do để được. Dạ. Cảm ơn em. Chị hai ơi, ở nhà mình á là tên có ai tên giống Được nữa không? Tại vì ở nhà em á là anh hai là anh trai, còn bốn chị em gái rồi. Cái là sanh bé Được ra là cha nghĩ là con trai thì cũng được, rồi con gái cũng được, có nghĩa là năm đứa con gái cũng được. Mà một thằng con trai nữa thì cũng được. Cho nên là tất cả đều được, là đặt nó tên Được. Nó lớn lên thì nó đi học, ai hỏi tại sao mà tên Được, cái nó cũng nói là em tên Được thì cũng được.
Cái gì cũng được. Thì em thấy nói chung là mọi người thấy cũng được. Được, em đừng bao giờ tự ti về cái tên của mình hết. Dạ. Hiểu không? Trước đây thì có nhưng mà bây giờ em thấy nó cũng bình thường thôi, nó không có ảnh hưởng gì nhiều tới em á. Tên được cũng được, quá đi chứ, quá được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến thằng trai đi. Dạ, con đến đây với là người em song sinh của con. Vậy là một người bạn thân chỉ có con từ nhỏ giờ ạ. Song sinh đó hả? Dạ. Ủa sao khác vậy? Thì khác chứng đó chứ. Dạ, con chào chú Trường Linh và chị Nam Thư ạ. Em chào chị. Hai đứa song sinh thiệt hả? Dạ, à, song sinh mà khác á. Dạ, hai anh em nhìn khác nhau nhưng mà cái suy nghĩ nó có cái gì đó giống nhau. Thần giao cách cảm kìa. Thấy được, có được không? Dạ, cũng thấy được, rất là được luôn. Nhìn dễ thương. Dễ thương với kiểu như là rất là được. Ừ. Nếu mà Lâm nó không bấm thì con đây con bấm vô. Em có người yêu chưa? Dạ, em chưa có người yêu chị. Hay quá. Cho chú Linh với là chị Nam Thư cho con nói vài lời. Con nói với anh Lộc á là nhân mít cho bạn mình đi. Trời ơi, tưởng đâu. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và các vị khán giả. Em là bạn của em Cường, em là bạn của Bần Lâm. Bần Lâm thì em thấy tính bạn từ hồi xưa chơi với em thì rất là vui, có tính hài hước thì đâm ra khi nói chuyện trên sân khấu thì nhiều khi bạn nói rất là vui thì mọi người hiểu nhầm. Với bạn nữ thì em thấy ngoại hình rất là dễ thương và nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và thấy rất hợp với bạn Lâm, thì đôi ra khi mà về chung với nhau á nó tạo cho cái không khí rất là vui với nhà hơn, mình nên tiến tới hơn ạ. Rồi, cảm ơn hai bên. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Được với Lâm, mở rào. Đầu đi Lâm. Dạ. Anh có bó hoa này tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Với lại cái này là cây sen đá. Rồi. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Cái món quà này là hồi lúc học cấp 3 em rất là thích ạ. Em rất là mong được tặng nhưng mà chưa có cơ hội được tặng. Mong anh thích. Anh thích chứ, anh cũng mong được nhận lắm em. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Đây là sen đá, nó là sống cho cái mùa khô hạn. Nó không thể sống thiếu nắng được, cũng giống như anh, cũng không thể sống thiếu em. Anh cũng xin tặng cho em một bài hát. Trước khi hát thì cho anh đặt cái hộp quà này xuống. Một ca khúc rất hay, một ca khúc rất là đặc biệt, ca khúc của những thập niên về trước. Ca khúc có tựa đề là Sóng Gió Gò Dấp. Sóng Gió Gò Dấp. Gò Dấp. Sóng Gió. Sóng Gió Gò Dấp. Sóng gió của ca sĩ Jack. Dạ. Sóng gió của Jack. Dạ, dạ. Sóng gió, tôi nghe tưởng là sóng gió ngồi dấp. Ủa cái bài nào mới dữ vậy trời. Rồi, vô, vài dòng thư tay nè. Đâu phải vài dòng thư tay đâu chị. À, bài đó là Hồng Nhan hả? Bài đó bài Bạc Phận. À, chị lộn. Hồng trần trên đôi cánh tay, hạ đời em trong phút giây. Từng ngày thơ, ít còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ. Rồi người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu á thành người dưng đến khi em tự xưng. À, thương em bờ vai nhỏ nhòi, đôi mắt hóa mây đen. Thương em mùi dạ lý hương, vương vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Tăng 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 tăng, chim kia về vẫn có đôi, sao trăng số phu thề. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có níu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng, anh còn bên em, có phải không? Tăng ta răng tăng tăng. Yo. Tăng ta răng tăng tăng, trời mang ánh sáng năm tháng tư bề, dẫn tăng anh về chung lối. Trời mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Một mai anh lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Tìm về em, người chàng khiến em lẻ loi. Yeah, rap luôn. Rap luôn. A, B, C, D. Em nhớ rap. xin lỗi mọi người, em nhớ rap. Rồi, được rất là được. Dễ thương. Sẵn được hát luôn, tặng bạn trai luôn. Em cũng có một bài hát tặng anh. Hai đứa này nó hợp ghê á. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng em một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay,
Chờ một ai đó đến bên em, lắng nghe những tâm tư này. Dễ thương. Cái nào cũng dễ thương hết. À, quay mặt qua kia kìa được. Đó. Ủa gì sao vậy được? Được, Lâm nó quay qua em, quay qua đây được. Hai đứa phải quay qua nói chuyện với nhau chứ được. Ủa? Cái ông nội đó nha, ông cùi lùm lùm trò nha, ông lắm trò lắm nha ông nha. Anh là con trai nên nhường em nói trước, em nói trước đi. Anh nói trước đi. Em nói trước đi. Anh nói 3 trước phút đi. Mấy đứa. Chú nói trước, à không, để con nói trước, để anh nói trước cho. Thì điều đầu tiên em thấy, cảm nhận anh là người như thế nào? Em thấy anh cũng dễ thương. Cảm ơn. Vui tính nhưng mà... Nhưng mà sao? Hơi tăng động xíu. Tăng động. Kìm kìm lại được không? Ok, kìm được. Anh sẽ lắng nghe, sẽ kìm lại. Do mình lên chương trình mình phải thể hiện hết mình. Cho về nhà anh im ra, anh nói gì đâu. Anh thấy em sao? Nhìn đầu tiên á, thì thấy một cô giáo mầm non với cái thân hình với là cái gương mặt nhìn rất là con nít, rất là thích. Anh còn thích đây vẫn chỉ là con nít. Nói xạo đó. Xong mi đâu mới sẹt đó. Thực ra thì giờ anh nghiêm túc này. Em muốn người đàn ông như thế nào? Trời ơi. Em cần gì những người gì từ một người bạn trai? Điều quan trọng nhất là chân thành và tử tế là được. Em hỏi anh đi. Anh muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Điều quan trọng là chân thành và tử tế là được. Trời ơi, chắc mình bông bên này nó bay qua bên kia quá ta. Anh trả lời khác đi. Tử tế và chân thành. Ok. Anh cần một người phụ nữ là vui vẻ, hòa đồng. Cô giáo mầm non thì chắc chắn là vui tươi, trẻ con nó mới thích. Mặt phải hiền hậu. Chứ mặt giống mặt ba chăng, mặt giống gì năm thứ trẻ con nít nào mà tới gần được. Em xin lỗi chị. Không, đó là anh nội ví dụ vậy thôi. Con là thiệt, chị Năm Thư thiệt, dự thiệt. Hết 3 phút cho ta. Bây giờ nói chuyện hẹn hò nè, ở dạ, Bình Phước với lại Hóc Môn, mình dạ. Hẹn hò sao? Ví dụ mà mình thích nhau thì mình có thể từ Bình Phước mình sẽ dọn lên được trên Hóc Môn để gần em hơn. Giống như là em bị bệnh đúng không? Anh không bị bệnh thì anh sẽ mua cháo tới cho em. Còn ngược lại, anh bị bệnh đúng không? Em không bị bệnh. Không biết em có được mua cháo để cho anh không ta? Em không gần đường lắm. Em sẽ gọi ship cho anh được không? Vừa em lắm. Không sao. Nếu mà bé bệnh em cứ mua cháo xuống cho bé. Còn em bệnh chị mua cháo lên tới nơi cho em. Chị đi làm đi. Anh sẽ trả hết tiền ship. Chị giao cháo lên chị không tính ship luôn. Đích thân chị giao. Chị đi sang đi. Ok. Bây giờ hỏi nè, Lâm có ghen không? Ghen chứ chị, đàn ông ai chờ ghen chị. Bé được, em có ghen không được? Dạ, cũng tùy thôi chị. Vậy thì bây giờ em... nếu mà yêu xa em sẽ im im chứ em không có nói đâu vậy. Đó. Ôi, em sợ im làm chị ơi. Con gái á, khi đã không thích mình ở điểm gì thì phải nói ra thẳng. Ừ, anh như thế này thế kia chứ đừng có im lặng. Anh nói em sợ là con gái đó. Nói nhiều quá anh nghe mà anh không hiểu. Không, anh nghe thì chắc chắn anh hiểu rồi. Nhưng mà... em sẽ không nói luôn. Anh tự hiểu. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Rất vui khi mà gặp anh ở đây. Và thật là cảm ơn chương trình khi mà trả cho cơ hội để mà chúng ta được tìm thấy nhau. Cảm xúc của em bây giờ nó... Cô nói thật ra cảm xúc của mình. Nó có gì đó nó không chắc chắn lắm. Nhưng mà vẫn mong là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Đó. Chú hỏi thầy con nhé. Dạ. Con có thích người đối diện con không? Dạ, rất là thích là chú. Con có cảm giác rung động gì nãy giờ chưa? Dạ có. Đấy, có những phút mình phải sống thật với mình như thế. Hài hước thì hài hước nhưng mà phải những lúc nào đó hãy lặng, có dấu lặng ở chỗ đó là tốt hơn nha con nha. Chú tin điều này là thật đấy. Rồi. Chứ nội nè. Dạ. Ánh mắt của em rất là chân thành. Mày bị một cái bình là ba lớn. Bợt ba lớn lại nghe. Giỡn nó quen rồi. Đúng rồi. Đôi khi em cũng muốn tạo những cái vui hài hước. Con ta mới lớn, ông đi ba lớn. Ba lớn với tôi nè. Dám không? Rồi. Lâm thì hài hước thôi, cũng có gì đâu. Trong ánh mắt của cô ấy không có gì gọi là gian dối đâu. Anh tin điều đó nha. Rồi. Bây giờ mình tiến hành bấm nút nha. Nhắm mắt lại.
kiểm tra lại con tim một lần nữa. Thích thì bấm, không thích thì không cần bấm. Nhắm mắt lại nào. 3, 2, 1. Hết thời gian. Bước ra đi, nhớ chưa, không có lơ nữa, nhớ chưa. Ra đây bé. Không có gì đâu, Lâm dễ thương lắm á. Dễ thương, về nhà ấy chàng trai này em sẽ cười cả ngày à. Nắm tay, nắm tay. Rồi. Chào chị, em thì tính em thì hài hước vậy thôi, nhưng mà khi mà em đã nghiêm túc rồi em rất là nghiêm túc. Mình là một người đàn ông trưởng thành, em sẽ cố gắng để với bé cùng đi trên một con đường, cho dù con đường nó còn sỏi đá trong gai, con bé té thì em kéo lên. Dạ. Còn em hên quá, em sợ muốn họ chết giọng luôn, sợ con bé té em té theo. Giống như là em sẽ lắng nghe nhưng mà không hiểu đó nha. Cái đó là vui thôi. Rồi, được rồi đó. Nào, đặt nụ hôn đầu tiên, người ta chưa hôn lần nào đấy. Bắt đầu đi, đừng chọc nó nữa. Xin phép chị gia đình, xin phép hai bạn. Xin phép tôi nữa nè. Tôi là đại diện đàn gái, xin phép tôi nữa nè. Xin phép chị. Giờ em dám nói tôi tránh ra nữa không? Xin phép chú. Làm thủ tục đi con. Chú cầm với con. Trời ơi. Chị cầm. Cái thằng dễ thương. Em biết đúng không? Em cơ hội đúng không? Bởi vì chắc chắn một điểm mà hôn trên trán là anh Quyền Linh sẽ bắt hôn lại. Em cơ hội đúng không? Hôn trên má đó con. Theo luật nó vậy đó con, hôn đi con. Đừng á, hôn nhanh ta về kìa, ta còn lo đón bạn gái rồi, vợ chồng ta đó kìa. Lúc nào nó cũng tìm cái tình tiết để nó gây hại chứ không gì chứ. Nè, cầm lấy đi. Những chiếc vé xem phim của Cầm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Và gửi tặng cho bé được phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc đến từ lớp Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, nhiều dưỡng chất, mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Nắm tay vô đi con. Nó tìm cách đủ mọi tình tiết để nó gây hại mà. Rồi, cảm ơn một lần nữa hai đứa đã tới tham gia chương trình nha. Mau sớm có tin vui báo về nha. Còn em vậy nè, Facebook của chị là Trần Nam Thư. Em cứ nhắn tin cho chị khi mà Lâm nó làm gì em. Hiểu không? Làm gì em không vui. Hiểu không? Chị mang cháo tới cho Lâm thôi. Không có gì cả. Cảm ơn bé. Thì ghê mời quá. Hai đứa